Ngày hôm nay trước mặt chúng ta là một mẫu đến từ hãng Lenovo với tên gọi là ThinkBook. Chúng ta đều biết rằng ThinkBook là một trong những cái mẫu được đánh giá rất cao. Nó có một cái sự tương đồng với lại dòng ThinkPad, nhưng mà cải tiến về mặt thời trang hơn. Chúng ta thấy một cái vỏ kim loại vẫn được vân cắt rất là sắc nét. Và đặc biệt đợt này chúng ta thấy sẽ có hai màu. Nó có một cái màu sáng và màu tối để cho tách biệt một cái sự sang trọng riêng biệt của chữ ThinkBook, một sự sáng tạo rất là cao. Và đặc biệt thì điểm nổi bật chính của chiếc laptop đợt này là một cấu hình rất là lớn. Hiện tại thì chúng ta sẽ thấy rằng dòng này đang sở hữu CPU Ryzen 7 rất là mạnh. Nó có thể đáp ứng được rất là nhiều cái tính năng, nhiều cái ứng dụng từ Windows 10 cho đến Windows 11. Hiện tại thì CPU của dòng này đang sử dụng là Ryzen 7 6800H 3GB, có thể turbo lên đến 4GB, 8 con 16 luôn, 16 MHz. Phone máy này nó khá là vừa vặn cho những bạn văn phòng với cái phone 14 inch, và đặc biệt thì màn hình này sở hữu hiện tại là màn hình 2.2K, độ phân giải là 2240x1400. Đặc biệt là được trang bị thêm cái IPS, có nghĩa là bạn nhìn nghiêng các góc, bạn sẽ nhìn thấy rõ tất cả từng điểm, giống như ba người ngồi chung với nhau vẫn nhìn thấy rõ. Đó là công nghệ IPS ha. Và độ sáng là 300 nit, công nghệ anti-glare. Đặc biệt thì máy cũng đã được hỗ trợ loại màn hình này đạt 100% sRGB, rất là mạnh. Nó để cho chúng ta có thể in ra những poster nó giống thật y chúng ta vẽ, thì nó rất quan trọng. Bởi vì khi chúng ta sử dụng chiếc laptop này, một cấu hình Ryzen đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ có thêm một cái card màn hình đến từ Radeon của họ. Nó sẽ mạnh hơn so với một con Intel mà sử dụng Intel Iris, có nghĩa là card màn hình onboard. Thì ở đây card màn hình này nó không phải là quá xuất sắc dành cho ứng dụng 3D, nhưng nó sẽ hỗ trợ cho các bạn thêm một cái AMD Radeon 660M. Nó sẽ mang cho chúng ta sự render nó mềm hơn, nó mướt hơn, nó nhanh hơn rất là nhiều. Khi chúng ta đang sử dụng thì nó không bị rung lắc nhiều. Đặc biệt thì các ứng dụng 2D, Photoshop, CAD đều rất là ấn tượng nhé. Chúng ta đã test qua thì chúng ta thấy rằng nó như vậy. Ở đây thì RAM của chiếc laptop này đang sử dụng là 16GB phiên bản DDR5 và rất là mới, 6400Hz. Ngoài ra thì bên trong máy này có ổ cứng 256-512. Hiện tại thì chiếc laptop này đang được ưu đãi ở mức giá chỉ tầm bên khoảng 20-22 triệu, thì chúng ta có dễ dàng sự lựa chọn một chiếc laptop rất là mới, nhẹ, chỉ cần 1.4 thôi. Nhìn chiếc laptop của nó rằng từ mọi mặt nhé, chúng cảm thấy nó rất là chắc chắn. Và pin của dòng máy này đang là 4 cell 61W, nó sẽ mang cho chúng ta cái thời lượng cầm pin rất là lâu. Ở đây chúng ta thấy mặt sau rất là hiếm khi ngày nay mà người ta vẫn sử dụng dồn các cái cổng phía sau. Tôi thích kiểu này hơn, bởi vì đơn giản là nó che đi những cái điểm không đẹp, những cái cổng nhiều nên bật ra phía sau, bởi vì sao chúng ta không nhìn thấy. Ở đây chúng ta thấy có một hai cổng USB, HDMI và cả một cái khe, đây là khe SD micro, và họ giới hạn lại bên hông gồm có hai cổng Type-C, một cái cho sạc luôn, micro headphone. Phía bên đây cũng hoàn toàn không có gì ngoài một cái khóa. Chúng ta đều biết là chất lượng của Lenovo, đặc biệt là phân khúc ThinkPad hay là ThinkBook thì đều rất là cao. Nó cao hơn hẳn các cái dòng phổ thông. Và đặc biệt cái laptop này chúng tôi nhập từ Mỹ thì nó mang lại chúng ta cái giá trị cao hơn rất là nhiều. Về cái chất lượng, về cái thông số cũng như là về những cái tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, họ luôn luôn tạo ra những sản phẩm nó phải cao hơn tất cả các quốc gia khác. Đặc biệt là pin, sạc, màn hình, chống rò điện, thì những cái phổ thông này nó sẽ cho chúng ta sự an tâm nhiều hơn, rất là nhiều. Hãy trải nghiệm thử một đoạn video xem để coi nó có như ý không nhé. Những đời như thế này có tốc độ rất là cao, nên chúng ta sạc cái nó ra rất là nhanh, thì chúng ta trải nghiệm rất là nhanh, nó không phải như trước đây là chúng ta phải ngồi đợi lâu như thế đâu. Ngày nay chúng ta có thể thấy rằng giá cả nó sẽ rất là nhiều khi chúng ta search trên mạng. Ở đây cái mã này
với tên gọi là Thiên Phúc 14TG3. Nó sẽ tương đồng một số mã tại châu Á chúng ta, tuy nhiên thì mã này nó sẽ nhỉnh hơn về tiêu chuẩn do được nhập khẩu từ Mỹ, đúng Mỹ, cho nên nó sẽ mang lại những cái tuyệt vời khi chúng ta trải nghiệm, đặc biệt là bảo mật các lớp nhiều hơn, giống như một lớp bảo mật vân tay và bảo mật camera, và kể cả công nghệ IR cũng như là quét mặt chúng ta để nhận dạng. Điều này rất quan trọng bởi vì chúng ta cần cái bảo mật cao, không được ai xâm nhập vào dữ liệu chúng ta, những tài liệu của chúng ta, những hợp đồng của chúng ta chẳng hạn. Đây là một chiếc máy laptop nó mang tính chất thuần về công việc nhiều hơn. Đối với bạn sinh viên thì chiếc laptop này rất là dư hơn hẳn rất là nhiều so với việc bạn học. Đối với những ngành nghề chuyên dụng như là 2D, vẽ ứng dụng thì điều này nó khá là phù hợp nhiều hơn, do chiếc laptop này hỗ trợ nhiều hơn bởi cái Radeon này nhé. Để có nhiều trải nghiệm hơn thì tôi mời các bạn đến showroom tại 3 tháng 2. Tại đây chúng tôi có khá nhiều mẫu mã của ThinkBook, ThinkPad, rồi X1 Carbon, X1 Nano dòng T nữa. Và đây là một trong những mẫu mà chúng tôi cũng khá hài lòng, rất là mới, vừa được cập bến trong ngày hôm nay. Với tất cả các góc cạnh thì đây là chiếc laptop khá là hài lòng đối với khối văn phòng ha. Chúng tôi luôn luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi mua sản phẩm tại shop. Khi mua hàng, bạn sẽ được hỗ trợ từ các chuyên gia IT hàng đầu của chúng tôi từ lúc mua cho đến khi thành thạo sử dụng. Vì chúng tôi muốn máy tính của bạn mua nó phải thật sự bền và xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra. Đặc biệt thì chúng tôi sẽ tặng kèm bạn một cái gối bảo dưỡng theo tiêu chuẩn ASTE của Hoa Kỳ để máy bạn đảm bảo được hoạt động ổn định nhất. Nay thì các ứng dụng như UltraView hay TeamViewer rất là tiện lợi. Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn từ xa. Kể cả sau này khi hết thời hạn bảo hành thì chúng tôi vẫn hết lòng hỗ trợ bạn và giúp đỡ bạn. Bạn có thể đến showroom của hệ thống laptop sách tay shop tại địa chỉ 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, Hồ Chí Minh để trực tiếp xem các cái mẫu máy tính. Chúng ta có thể mua trả góp bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có trả góp 0%. Chúng tôi chấp nhận thanh toán tất cả các loại thẻ ngân hàng từ nội địa và quốc tế. Nếu như các bạn ở xa mà không có điều kiện đến shop, bạn vẫn có thể mua online trên web của chúng tôi. Bạn hãy truy cập vào laptopsatayshop.com hoặc liên hệ hotline 090 3344 188 và 0909 344 188 để được hỗ trợ tốt nhất nhé. Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn vào một ngày không xa. Xin chúc bạn thật nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công nhé.